Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn lập trình ứng dụng Android. Đầu tiên các bạn vào website lập trình android.info. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người, giải thích cho mọi người bài là giới thiệu một số công cụ trong Android. Thì đối với những người mới bắt đầu lập trình với Android thì chúng ta có thể sẽ bị conflict, tức là bị rối rắm, bị những một số khái niệm mà có thể chúng ta khó hiểu, nhưng thực ra rất đơn giản. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người ba cái khái niệm. Thứ nhất là SDK này, thứ hai là emulator, thứ ba là ADT. Thì ba cái khái niệm này ý nghĩa nó như thế nào và cách thức chúng ta làm việc với chúng ra sao? Chúng ta bắt đầu vào một SDK. SDK này như các bạn thấy đấy, nó chính là viết tắt của Software Development Toolkit. Thì ở đây nó chính là cái bộ công cụ mà hệ điều hành Android, mà Android nó cung cấp. Thì trong đấy nó sẽ bao gồm là các thư viện này, các API, rồi cung cấp cho chúng ta cái tool để build, deploy sản phẩm đó. Tiếp là nó cung cấp chúng ta cái môi trường là chúng ta test ứng dụng, hàm ý nói đến là emulator. Và tiếp theo là nó cung cấp cho chúng ta một cái môi trường để chúng ta phát triển ứng dụng. Phần tiếp theo tôi giới thiệu là emulator. Thực ra đây là một cái thiết bị giả lập, có nghĩa là khi chúng ta làm việc với một ứng dụng Android thì cho phép chúng ta chạy ứng dụng trên thiết bị giả lập. Thì thông thường ấy thì những người mới bắt đầu thì chúng ta nên làm với thiết bị giả lập. Sau này các bạn đã thành thạo, các bạn đã có thiết bị Android thật rồi, các bạn có thể bỏ qua cái thiết bị giả lập này và các bạn có thể chạy ứng dụng trực tiếp trên cái thiết bị thật, thiết bị Android. Cái thứ ba là ADT. ADT viết tắt là Android Developer Tool. Thực ra đây là một công cụ mà Google nó mới tạo ra. Do là tại sao nó lại tạo ra cái công cụ này thì xuất phát từ cái phần cài đặt môi trường phát triển Android. Thì thoạt đầu tiên khi mà Google phát triển ấy, thì là Google để cài đặt được môi trường làm việc thì nó sẽ bắt chúng ta phải chúng ta download Eclipse này. Sau đấy là Eclipse đấy thì nó về chúng ta mới download các plugin của thằng SDK, có nghĩa là nó sẽ có các gói package, chính là nó bao gồm emulator và cái SDK. Thì nó sẽ nằm chung một bộ là bộ SDK và download về và phải tích hợp config một số thứ trong cái phần mềm Eclipse. Tuy nhiên công việc làm như thế thì sẽ làm cho người lập trình, những người mới bắt đầu cảm thấy trở nên là khó khăn, khó config, rất nhiều người đã bị lỗi và khó dùng. Vì vậy sẽ đưa ra, Google đã đưa ra một công cụ gọi là ADT. Công cụ này sẽ tích hợp tất cả mọi thứ bao gồm Eclipse, ADT plugin, Android SDK tool, platform, nghĩa là các bạn không phải làm gì cả, các bạn chỉ cần download một lần và một file là các bạn sẽ thể lập trình được. Thì để biết cách ADT thì hôm trước tôi đã hướng dẫn rồi, cách download, cách dùng rồi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta update một cái SDK như thế nào. Thì thông thường ấy, mỗi một device thì sẽ có các library khác nhau, rồi các emulator, các thiết bị giả lập khác nhau, hoặc là các control support của thằng Google là khác nhau. Do vậy chúng ta phải update, chúng ta muốn phát triển trên version những device mới thì chúng ta phải update SDK. Ok, tôi sẽ hướng dẫn các bạn update SDK như thế nào. Các bạn vào file Eclipse, bật file Eclipse lên. Các bạn chú ý đây chính là cái Eclipse mà nó tích hợp sẵn trong bộ ADK và bộ ADT. Tôi xin lỗi. Tôi là làm việc trong cái ADT, tôi đã download ADT về, sau đấy tôi vào phần của nó, tôi bật file clip lên.
Các bạn tạo một ứng dụng đầu tiên, các bạn tạo một ứng dụng cơ bản next. Các bạn cứ next đi ạ. Đây chỉ là tạo một project trắng thôi, không có gì. Thì vấn đề nhu cầu xuất phát, nhu cầu bây giờ là như thế nào? Bây giờ là tôi muốn cái ứng dụng này của tôi chạy trên một thiết bị Android 4.0 hoặc là 3.0 hoặc là 2.1 như thế nào, đúng không ạ? Thế thì để nó chạy được trên ứng dụng Android như thế thì các bạn phải update cái SDK tương ứng. Thế thì để update mà SDK tương ứng ấy, máy tôi hơi chậm một chút, để update một cái SDK tương ứng ấy, thì các bạn làm như sau. Các bạn tạo xong ứng dụng rồi, các bạn vào Windows, các bạn thấy ạ, các bạn chọn mục Android SDK Manager. Khi ứng dụng này chạy, nó sẽ gọi lên cái form. Các bạn thấy cái form này, các bạn nhìn thấy đấy ạ. Thủ gọn các bạn, tất cả các version của Android từ 1.5 đến 4.3 là mới nhất API 18. Thì thông thường đối với một nhà phát triển ấy, các bạn sau này sẽ phải làm tất cả với những thứ này. Thông thường theo tôi, các bạn, tôi sẽ giới thiệu qua. Đây là các gói tin về Google, là Google Play Service này, cho phép chúng ta làm việc với Google Maps này, rồi là AdMod này, cho phép chúng ta tích hợp quảng cáo này, rồi là Support Library này, chính là các thư viện mà hỗ trợ cho các API đời thấp này. Thì thông thường các bạn cứ tích hết. Ở đây là tôi tích rồi, tôi đã đào hết rồi. Thông thường các bạn tích hết, đào một lần, có thể lần đầu nó sẽ mất thời gian khá lâu, có thể là mất đến cả nửa tiếng. Thì khi các bạn vào đây, các bạn chọn, các bạn cứ chọn hết, accept hết. Thông thường cái này các bạn chỉ phải làm một lần đầu thôi mà sẽ khá mất nhiều thời gian. Các bạn bấm install, các bạn cứ chờ, bạn có thể tắt xuống để làm việc khác, chờ nhiều việc. Tôi làm rồi nên là tôi bỏ qua bước này. Có nghĩa là gì? Tôi đã hướng dẫn các bạn update SDK như thế nào. Ok, phần tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn là đối với tất cả các SDK này, vậy bây giờ tôi có nhu cầu là tôi muốn tạo một cái máy ảo version 4.3 chẳng hạn, để tôi chạy ứng dụng của tôi trên cái thiết bị Android 4.3 thì nó như thế nào. Thì thông thường để tạo một cái máy ảo thì các bạn làm như sau. Các bạn vào Windows, vào Android Virtual Device. Đây, cái này của tôi là nó chưa có cái máy ảo nào cả, đúng không ạ? Đầu tiên tôi chưa có máy ảo. Thì để tạo một máy ảo thì các bạn, cách nhanh nhất thì các bạn phải làm này. Các bạn chọn sang cái thẻ Device Definition, đúng không ạ? Các bạn thấy không? Ở đây là người ta default sẵn cho mình một số loại máy ảo. Các bạn chọn bất kỳ một cái. Đây là tôi chọn một cái 4 inch chẳng hạn. Rồi. Tên các bạn có thể đặt ở bất kỳ. Ví dụ tôi đặt con này là Galaxy S3. Screen là 4 chấm. Các bạn có thể chọn thay đổi screen này. Đây tôi để mức normal thôi. RAM, các bạn có thể thiết lập được RAM, cho RAM bao nhiêu, đúng ạ? Ok. Kích cỡ màn hình, các bạn bấm clone device, đúng ạ? Đây là các bạn clone ra một device rồi. Đấy là một cách mà các bạn tạo ra một device khác trong đây. Và bây giờ tôi muốn tạo chính cái device này thì như thế nào? Các bạn có thể chọn một cái device khác, các bạn bấm tạo, đúng ạ? Các bạn chuyển vào đây, ví dụ này tôi gọi là Nick, tôi gọi là con G3 S3 chẳng hạn. Thì đây tôi chọn là 4i. Thì khi mà chúng ta đã update SDK, có bao nhiêu SDK thì trong đây nó sẽ ra tất cả các loại cho chúng ta.
đúng không ạ? Các kích thước màn hình đây chính là các version này, version mà chúng ta đã update, tôi chọn 4.3 chẳng hạn. Rồi các bạn chọn RAM bao nhiêu này, bộ nhớ trong bao nhiêu này, thẻ nhớ bao nhiêu này, tôi chọn 1024, chọn nhiều một chút không sao, 500 MB. Ok, nó tạo ra hơi lâu. Thì đây là bước tạo ra một cái device ảo. Thông thường những bước này các bạn chỉ cần tạo lần đầu tiên, sau này chúng ta cứ thế dùng. Ok, thì chúng ta được cái máy ảo này rồi, chúng ta tắt cái thằng này đi. Vậy bây giờ để mà chạy được cái ứng dụng này trên cái máy ảo đấy, đúng không ạ, các bạn cứ hình dung như đây chính là một thiết bị Android 4.3, đúng không ạ? Bây giờ để làm sao để tôi chạy được cái này trên đấy, các bạn chọn click file project, chọn OT, sau đó các bạn chọn Android. Các bạn thấy ạ, ở đây nó có tất cả các target này, tôi chọn là version 4.3, đúng không ạ? Ok, thế thì khi bây giờ các bạn chạy cái ứng dụng này nó sẽ tự động nó chạy đến cái thiết bị Android 4.3 mà chúng ta vừa tạo, đúng không ạ? Các bạn chờ một chút. Ok, cái này là tôi chưa chỉ ra là nó chạy đến cái device nào. Mọi người vào đây đến và chờ tôi một chút. Các bạn picture file vào đấy, chọn run, chọn config, chọn target. Các bạn click vào thằng S3 này, đây là bước thể hiện là nó chọn vào để chạy về device nào. Thông thường thì nó sẽ tự động, tôi không hiểu sao trường hợp này, nếu mà nó không tự động. Các bạn vào đây run, run config target, các bạn chọn này rồi bấm ra. Ok, thì khi các bạn chọn xong nó chạy ra cái máy ảo, các bạn chờ một lát. Thì khi chúng ta chạy cái máy ảo xong, các bạn thấy này, ứng dụng đã được cài vào trong đây, thì ứng dụng của chúng ta này tầm mặt lên, đây chính là ứng dụng của mình, ứng dụng của mình do file default chúng ta chưa làm gì cả, đúng không ạ? Như vậy là gì? Bài này tôi đã hướng dẫn các bạn cách phân biệt các tool trong Android như thế nào. Thì tóm lại là chỉ bao gồm SDK, Emulator và ADT. Thì các bạn chú ý cho ADT chính là cái tool tích hợp sẵn, bao gồm cả SDK, Emulator. Mặc dù nó đã tích hợp sẵn, nhưng chúng ta vẫn phải update SDK, đúng không ạ? Vậy thì để update nó thì tôi với các bạn rồi, chỉ cần vào SDK Manager, còn tạo một cái máy ảo, một cái emulator, chính là một device, các bạn vào đây để chạy trên device nào, các bạn vào đây run app. Thông thường các bạn chọn target, chọn một cái rồi bấm apply, thì sau này máy mãi nó sẽ chạy cái device này. Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn xong một số tool. Xin chào, hẹn gặp lại.